danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang đi trên đường với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe là một phần của bài giảng trên núi. Qua đó chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu đến để đem lại cho sự công chính một nội dung đích thực. Ngài đề ra một mẫu mực công chính hoàn toàn khác với quan niệm và cách thực hành của những người biệt phái và luật sĩ. Theo những người biệt phái và luật sĩ, công chính là chu toàn một cách chi li và máy móc những luật lệ đã được quy định mà không mang đến linh hồn của luật là lòng bác ái. Họ có thể trung thành tuyệt đối với những quy luật về ăn chay và cầu nguyện, về luật chớ giết người, nhưng lại sẵn sàng khước từ và loại bỏ tha nhân bằng cách đề cao mình mà khinh rẻ người khác. Đả phá quan niệm và cách thực hành của những người biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu đưa bác ái vào trọng tâm của lề luật. Hay đúng hơn, Ngài tóm lại tất cả lề luật thành một luật duy nhất, đó là lòng bác ái. Ai muốn làm môn đệ Ngài, người đó phải vượt qua quan niệm cũng như cách thực hành đạo của những người biệt phái và luật sĩ. Nếu các con không ăn ở công chính hơn những người biệt phái và luật sĩ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật xưa dạy rằng: còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa, ai mắng anh em mình là ngốc thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng, ai chửi anh em mình là đồ phản đạo thì bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Do đó, dưới giới răn thứ 5 không phải chỉ là chớ giết người, mà ngay cả việc làm tổn thương người khác như giận hờn, mắng chửi, kết án cũng không thể chấp nhận được. Chúa Giêsu còn nhấn mạnh: nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ anh em đang có điều bất bình với ngươi, hãy đặt của lễ trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em trước, rồi hãy đến mà dâng của lễ. Đến với Chúa đòi hỏi người ta phải làm hòa, phải tha thứ cho anh em của mình. Tha thứ không chỉ là sự chấm dứt bất hòa, nhưng còn là xây dựng lại mối tương quan tốt đẹp với người anh em đó. Chính vì thế, theo lời dạy của Chúa Giêsu, ngay từ đầu mỗi thánh lễ, giáo hội mời gọi chúng ta phải sám hối và tha thứ cho nhau. Chúng ta thử xét xem, có bao giờ chúng ta đến dâng thánh lễ,
đến với yến tiệc tình Chúa mà lòng chúng ta còn chất chứa hận thù một ai đó không? Và có xứng đáng không nếu chúng ta đến để xin tình thương Chúa mà lòng chúng ta lại thiếu vắng yêu thương? Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con nội tâm hóa lề luật. Cái xấu không phải chỉ là thể hiện ra bên ngoài, mà cái xấu bắt đầu từ chính lòng chúng con. Chúng con nghĩ xấu về nhau, nói những lời xúc phạm tới danh dự và phẩm giá của người khác. Đó là dấu chứng trái tim chúng con còn thiếu yêu thương, chưa biết đón nhận và tha thứ cho người khác. Lạy Chúa, Chúa đã rộng lượng tha thứ cho chúng con tất cả. Xin giúp chúng con cũng biết quảng đại tha thứ cho người khác và đối xử với anh chị em chúng con bằng trái tim yêu thương của Chúa. Amen.